chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác về thời điểm vàng phát tài cực mạnh đúng trong tháng 10 âm lịch 2024, giúp tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Gặp may liên tiếp, rất dễ trúng số, gánh lộc về nhà, tiền vàng nhét chật két, trả sạch nợ nần, phất lên làm đại gia, cuối năm ăn Tết linh đình. Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Tân Dậu sinh 1981 thân mến, mọi người thường nói rằng mỗi người đều có một số mệnh riêng biệt, một số phận riêng với những biến động khác nhau. Có người gặp phú quý, có người phải đối mặt với khốn khó và cũng có người may mắn và không may mắn. Ý nghĩa là số mệnh do chính chúng ta tạo ra và hạnh phúc được tìm kiếm từ bản thân. Mặc dù vận may của một người có thể do trời ban, nhưng số phận cuộc đời lại là kết quả của những nỗ lực mà người đó bỏ ra. Khái niệm nghịch thiên cải mệnh không phải là phản đối ý thần mệnh, mà thực tế là mỗi người chúng ta đều đang dấn thân vào hành trình tìm kiếm, khám phá và cải thiện số mệnh con người của mình. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả luận giải về vận trình tử vi của người tuổi Tân Dậu sinh 1981. Trong tháng 10 âm lịch 2024, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ giúp cho quý bản mệnh dự đoán vận trình công danh sự nghiệp, tiền bạc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe, cũng như những thuận lợi và khó khăn có thể gặp phải trong thời gian này. Đặc biệt trong lá số tử vi ngày hôm nay, chúng tôi cũng chia sẻ chi tiết tử vi từng tuần. Đây là những thông tin chưa từng được tiết lộ và chỉ cần chú ý nắm bắt vận may, quý bản mệnh sẽ đắc tài đắc lộc, tiền về ngập két, hết khổ, đổi đời thành công. Ngoài ra, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem liệu tuổi Tân Dậu có gặp phải những khó khăn nào trong thời điểm này, cách hóa giải ra sao để rước tài lộc may mắn về nhà. Mong rằng quý khán giả sẽ yêu thích video này và xem hết để nắm bắt cơ hội vàng đổi đời và giàu có viên mãn. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Tân Dậu sinh 1981 trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch mang đến một bức tranh đầy sắc màu cho người tuổi Tân Dậu. Tuy nhiên, cũng như một bức tranh vẽ, bạn sẽ cần có sự quyết tâm và sự chỉnh chu trong việc sắp xếp các sắc thái của cuộc sống. Tử vi cho thấy, bạn có thể sẽ cảm thấy choáng ngợp bởi một loạt các mục tiêu và mong muốn nhảy múa trong tâm trí, khiến bạn khó khăn trong việc tập trung. Thời điểm này, việc ghi lại những ước mơ và kế hoạch sẽ rất cần thiết. Hãy để bút viết ra những điều bạn muốn đạt được và mạnh dạn gạch bỏ những gì không thực tế, những điều chỉ làm tốn thời gian và năng lượng của bạn. Đừng quên rằng, thời gian và năng lượng của mỗi người là có hạn, do đó, chỉ nên tập trung vào một vài điều thật sự quan trọng trong mỗi thời điểm. Điều này sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn và tránh cảm giác kiệt sức. Dưới sự ảnh hưởng của dịch mã, thời điểm này là thời điểm lý tưởng để bạn di chuyển và khám phá những cơ hội mới, dù có phải bỏ ra nhiều công sức, nhưng kết quả cuối cùng sẽ rất xứng đáng. Đôi khi, sự vất vả và những chuyến đi xa xôi lại mang đến cho bạn những phần thưởng bất ngờ, giúp bạn đạt được những điều mà trước đây bạn chỉ dám mơ ước. Nguyệt lệnh lâm quan cho thấy rằng, bạn có thể cảm thấy cô đơn trong chuyện tình cảm, giống như một chiếc bóng lặng lẽ trôi giữa dòng đời. Sự thiếu quan tâm từ những người xung quanh khiến bạn đôi khi rơi vào tâm trạng buồn tủi, tự mình đối diện với những khó khăn mà không có ai bên cạnh. Đó chính là lúc bạn cần tìm kiếm sự đồng cảm và mở lòng hơn với những người yêu thương bạn. Dù cuộc sống có đưa ra nhiều thử thách, đừng để sự nản lòng đánh gục bạn. Mỗi lần bạn bắt đầu một điều gì đó mới, niềm hy vọng dâng trào nhưng lại dễ dàng bị dập tắt khi gặp phải trở ngại. Hãy nhớ rằng, thất bại chỉ là tạm thời và chỉ có những ai dám đối diện với khó khăn mới có thể viết nên câu chuyện thành công cho riêng mình. Ngũ hành tương sinh là một điểm sáng trong bức tranh tổng thể của thời điểm này. Sự kết nối, hợp tác với những người xung quanh sẽ trở nên dễ dàng hơn. Khi bạn là người tài năng, năng động và được mọi người yêu mến, hãy ghi nhớ rằng bạn có khả năng tạo ra những điều kỳ diệu nếu biết trân trọng sự tin tưởng mà người khác dành cho mình. Đừng làm họ thất vọng, vì đó chính là nguồn động lực lớn nhất để bạn tiếp tục tiến bước trên con đường phía trước. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Tân Dậu sinh 1981 trong tháng 10 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Tân Dậu sinh 1981,
trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch sẽ là một thời điểm thú vị và đầy hứa hẹn cho người tuổi Tân Dậu. Tử vi cho thấy bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ những người có ảnh hưởng lớn trong sự nghiệp. Đây không chỉ là những cuộc gặp gỡ thông thường mà là những cơ hội quý báu để bạn xây dựng và củng cố các mối quan hệ có giá trị. Hãy dành chút thời gian và công sức để hỗ trợ họ trong các dự án lớn. Chính những trải nghiệm này sẽ là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp của bạn trong tương lai. Đối với những ai đang khởi nghiệp, thời điểm này có thể mang đến một số thử thách không nhỏ. Bạn có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi và đôi khi mất đi niềm tin vào bản thân khi các mục tiêu không đạt được như mong muốn. Nhưng hãy nhớ rằng, mọi hành trình đều cần thời gian để tích lũy kinh nghiệm. Việc thành công ngay từ đầu không phải lúc nào cũng là điều khả thi. Hãy kiên nhẫn và dũng cảm đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, vì mỗi khó khăn đều mang đến bài học quý giá cho bạn. Tỷ kiên xuất hiện trong thời điểm này như một lời nhắc nhở bạn rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo kế hoạch. Sự linh hoạt và khả năng thích ứng với hoàn cảnh mới chính là chìa khóa để bạn vượt qua thử thách khi gặp phải khó khăn. Hãy bình tĩnh nhìn nhận vấn đề và tìm ra giải pháp. Đừng quên ghi nhớ những gì bạn đã học được từ mỗi tình huống, bởi chúng sẽ giúp bạn vững vàng hơn trong tương lai. Ngoài ra, một điều quan trọng không kém là cách bạn đối xử với đồng nghiệp. Nếu có một lỗi nhỏ nào đó từ họ, đừng vì thế mà chỉ trích hay nhắc đi nhắc lại. Bạn cũng từng phạm phải những sai lầm tương tự và đã được người khác tha thứ. Hãy sống bao dung và thấu hiểu, tạo dựng một môi trường làm việc thân thiện và lành mạnh. Như vậy, không chỉ bạn mà cả mọi người xung quanh sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc cùng nhau. Nhìn chung, tháng 10 âm lịch sẽ là khoảng thời gian đầy hứa hẹn, mở ra nhiều cơ hội mới cho bạn. Hãy nắm bắt những cơ hội này. Với sự tự tin và lòng kiên trì, với sự quyết tâm, bạn hoàn toàn có thể biến những thách thức thành bàn đạp cho sự thành công trong sự nghiệp của mình. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Dậu sinh 1981 trong tháng 10 âm lịch. Trong tháng 10 âm lịch, tài vận của tuổi Tân Dậu có những tín hiệu tích cực, nhưng đằng sau những đồng tiền bạn kiếm được chính là sự vất vả và nỗ lực không ngừng nghỉ. Những thành quả này không chỉ đơn thuần là may mắn, mà là minh chứng cho những giờ làm việc chăm chỉ và sự cống hiến hết mình. Hãy ghi nhớ rằng, mỗi đồng tiền bạn kiếm ra đều mang trong mình giá trị, vì vậy, hãy trân trọng và gìn giữ chúng thật cẩn thận. Thế nhưng trong thời gian này, bạn cũng cần đặc biệt cảnh giác với những cơ hội đầu tư ma đầy mạo hiểm. Có thể bạn sẽ bị cuốn hút bởi những lời mời chào hấp dẫn với lợi nhuận cao mà những dự án này hứa hẹn. Tuy nhiên, đừng để sự tò mò hay lòng tham lấn át lý trí. Nếu bạn muốn tìm hiểu, hãy làm điều đó với cái đầu lạnh và một trái tim sáng suốt. Hãy nhớ rằng, không có điều gì dễ dàng mà lại không có cái giá của nó. Ngoài ra, việc điều chỉnh kế hoạch chi tiêu và quản lý tài chính là vô cùng cần thiết. Có thể bạn đã dành quá nhiều cho những nhu cầu không thật sự cấp thiết như quần áo mới hay mỹ phẩm, đã đến lúc cần phải cân nhắc lại. Hãy đặt ra các mục tiêu tài chính rõ ràng và thực tế để tránh việc dung tay quá tráng. Hãy tìm kiếm niềm vui trong việc tích lũy và gia tăng tài sản của mình. Đó là cách giúp bạn tập trung vào những điều có ý nghĩa và tránh xa đà vào những thói quen tiêu cực như mua sắm không cần thiết hay bàn tán về người khác. Khi bạn quá bận rộn với công việc và các kế hoạch đầu tư, những thói quen xấu này sẽ ít có cơ hội xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Cuối cùng, hãy nhìn vào bức tranh lớn hơn. Tài lộc không chỉ đơn thuần là tiền bạc mà còn là cách bạn quản lý nó, phát triển nó và sử dụng nó để phục vụ cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Đặt ra những mục tiêu rõ ràng và dũng cảm bước đi trên con đường tài chính của riêng bạn, bạn sẽ thấy được những kết quả xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Tân Dậu sinh 1981 trong tháng 10 âm lịch. Trong tháng 10 âm lịch, bức tranh tình duyên của người tuổi Tân Dậu có thể nói là khá ổn định, nhưng lại mang theo chút cảm giác cứng nhắc và tĩnh lặng. Cuộc sống lứa đôi như một chiếc cầu được xây dựng vững chãi nhưng thiếu đi sự mềm mại và ấm áp. Có lẽ cả hai bạn đều cảm thấy một chút chênh lệch trong tâm hồn, khiến cho mối quan hệ không thể đạt được sự thấu hiểu sâu sắc như mong đợi. Trong những lúc khó khăn, khi nửa kia của bạn cảm thấy lạc lõng giữa những thành viên trong gia đình, bạn hãy trở thành một bến đỗ an toàn cho họ. Hãy lắng nghe họ tâm sự, chia sẻ những điều họ đang suy tư. Tuy nhiên, hãy cẩn thận không trở thành người đổ thêm dầu vào lửa. Đôi khi sự thật không như những gì bạn nghĩ và việc phán xét khi chưa biết rõ ràng mọi chuyện có thể tạo ra những hiểu lầm đáng tiếc. Dẫu vậy, không phải tất cả đều ảm đạm. Trong thời điểm này,
Có những cặp đôi đã bắt đầu tìm thấy tiếng nói chung, xóa bỏ những mâu thuẫn không đáng có trong cuộc sống. Những cuộc trò chuyện chân thành, những ánh mắt hiểu nhau sẽ làm cho tình yêu thêm phần rực rỡ. Thậm chí, không ít cặp đôi sẽ đón nhận những tin vui bất ngờ. Có thể là sự xuất hiện của một thành viên mới trong gia đình. Điều này không chỉ là một tin mừng mà còn là dấu hiệu cho thấy tình cảm của bạn đang dần nảy nở và trưởng thành. Hãy cùng nhau tạo dựng những kỷ niệm đẹp, trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau. Dù cuộc sống có bộn bề nhưng một bữa tối lãng mạn hay một đi dạo tay trong tay có thể làm cho tình yêu của bạn trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Tình yêu không chỉ là những gì bạn nói mà còn là những gì bạn làm và cảm nhận. Hãy để trái tim mình mở rộng, để tình yêu có cơ hội thăng hoa và để bạn cùng nửa kia vượt qua mọi thử thách cùng nhau. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Dậu sinh 1981 trong tháng 10 âm lịch. Trong tháng 10 âm lịch, sức khỏe của tuổi Tân Dậu sẽ chịu tác động không nhỏ. Tình hình thời tiết mùa này có thể gây ra những khó khăn cho bạn, đặc biệt là liên quan đến đường hô hấp. Khí hậu hanh khô cùng với ô nhiễm không khí có thể khiến bạn dễ mắc phải các bệnh như cảm cúm hay viêm đường hô hấp. Vì vậy, việc bảo vệ bản thân là điều hết sức cần thiết. Hãy tạo thói quen đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài, không chỉ giúp bạn bảo vệ đường hô hấp mà còn tránh được khói bụi và vi khuẩn độc hại. Hơn nữa, làn da của bạn cũng cần được chăm sóc kỹ lưỡng. Trong thời điểm này, hãy sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm để bổ sung độ ẩm cho làn da, giúp duy trì sự mềm mại và sức sống. Bạn nên nhớ rằng, khi cơ thể khỏe mạnh, làn da sẽ tự nhiên rạng rỡ và tỏa sáng. Bên cạnh việc chăm sóc bản thân từ bên ngoài, đừng quên tạo cho mình những khoảnh khắc thư giãn để tái tạo năng lượng. Thời gian này chính là cơ hội tuyệt vời để bạn tham gia vào những hoạt động thể chất nhẹ nhàng như yoga hay đạp xe, không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn mang lại sự cân bằng cho tâm trí. Những buổi tập yoga không chỉ giúp bạn tăng cường sức đề kháng mà còn giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại sự tĩnh lặng cho tâm hồn. Hãy tận dụng khoảng thời gian chậm lại này để kết nối với bản thân. Một buổi sáng thư giãn với tách trà nóng hoặc một buổi chiều lang thang trong công viên sẽ giúp bạn tìm lại sự bình yên trong tâm hồn, xoa dịu những căng thẳng thường ngày. Hãy chăm sóc sức khỏe của mình như cách bạn chăm sóc những người bạn yêu thương nhất, bởi một cơ thể khỏe mạnh là nền tảng cho mọi thành công trong cuộc sống. Nhớ rằng, sức khỏe không chỉ là việc không mắc bệnh, mà còn là cách bạn sống và chăm sóc bản thân mỗi ngày. Hãy tạo cho mình một lối sống lành mạnh, cân bằng và tràn đầy năng lượng. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngày hôm nay sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 10 âm lịch 2024 của tuổi Tân Dậu sinh 1981. Kênh Minh Đường Tử Vi sẽ phân tích chi tiết ảnh hưởng các sao chiếu mệnh lên từng phương diện cuộc sống, giúp bản mệnh đón lành tránh dữ và làm giàu thành công. Tử vi tuần đầu tiên trong tháng 10 âm lịch của tuổi Tân Dậu sinh 1981, tức từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 10 âm lịch. Trong tuần đầu tiên của tháng 10 âm lịch hứa hẹn sẽ mang đến cho những người tuổi Tân Dậu một khởi đầu đầy hứa hẹn và những trải nghiệm thú vị với vận khí dồi dào. Bạn sẽ cảm nhận rõ ràng rằng những cơ hội mới đang lần lượt mở ra trước mắt mình, như những cánh cửa dẫn đến những chân trời mới mẻ và đầy tiềm năng. Ngay từ những ngày đầu tháng, bạn sẽ có cơ hội giao lưu và gặp gỡ những người có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực của mình. Đây không chỉ là dịp để bạn mở rộng mối quan hệ, mà còn là cơ hội để học hỏi từ những người đi trước, những người có thể định hướng cho bạn trong những bước đi tiếp theo. Hãy tận dụng tối đa những cơ hội này để biến chúng thành bước đệm cho sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, để không bỏ lỡ những cơ hội quý giá này, bạn cần phải giữ vững sự tập trung vào công việc, đừng để những yếu tố bên ngoài làm bạn sao nhãng. Đặc biệt là trong những thời điểm quan trọng, cấp trên sẽ không ngần ngại ghi nhận những nỗ lực và kết quả mà bạn đạt được. Nếu bạn thể hiện sự chăm chỉ và cống hiến hết mình, hãy can đảm đón nhận những thử thách mới, bởi đây chính là thời điểm lý tưởng để bạn khẳng định vị thế của mình trong tập thể. Về phương diện tài chính, tuần này mang đến cho bạn nhiều tín hiệu khả quan, những nỗ lực của bạn trong quá khứ có thể được đền đáp xứng đáng. Khi bạn nhận được khoản tiền thưởng hoặc lợi nhuận từ những dự án đầu tư trước đó, hãy ghi nhớ rằng mỗi đồng tiền bạn kiếm được đều có giá trị. Không chỉ về mặt vật chất mà còn về sự nỗ lực và công sức bạn đã bỏ ra, đừng quên trân trọng những gì mình có và lên kế hoạch cho việc sử dụng tài chính một cách thông minh. Hãy đầu tư vào những lĩnh vực có tiềm năng phát triển trong tương lai hoặc đơn giản là tiết kiệm để chuẩn bị cho những cơ hội lớn hơn sau này.
Trong tuần này, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ những quý nhân như người tuổi Mùi và tuổi Hợi, những người có thể giúp đỡ bạn trong công việc và mang lại những lời khuyên quý báu. Ngược lại, cần cẩn thận với những tiểu nhân, đặc biệt là những người tuổi Thìn và tuổi Dậu. Họ có thể là những nhân tố gây cản trở cho bạn. Hãy khéo léo trong giao tiếp và xử lý các mối quan hệ xung quanh để không rơi vào bẫy của những điều không mong muốn. Màu sắc may mắn trong tuần này là xanh da trời và màu trắng. Những màu sắc này không chỉ mang lại sự bình yên, mà còn thúc đẩy sự sáng tạo và may mắn trong công việc. Hãy sử dụng chúng trong trang phục hoặc các vật dụng hàng ngày để thu hút thêm vận khí tốt lành. Các con số may mắn là 34, 22, 89 và 01 có thể mang đến cho bạn nhiều điều bất ngờ. Hãy chú ý đến những con số này. Có thể chúng sẽ xuất hiện trong những cơ hội tài chính hoặc thậm chí trong các quyết định quan trọng mà bạn cần đưa ra. Tử vi tuần thứ 2 trong tháng 10 âm lịch của tuổi Tân Dậu sinh 1981, tức từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 10 âm lịch. Khi bước vào tuần thứ 2 của tháng 10 âm lịch, những người tuổi Tân Dậu sẽ cảm nhận rõ ràng rằng cuộc sống không chỉ có màu hồng. Thay vào đó, bạn sẽ phải đối mặt với một số thử thách đáng kể trong công việc, có thể có sự cạnh tranh gay gắt từ đồng nghiệp. Vào lúc này, khả năng của bạn sẽ được kiểm chứng. Đây là thời điểm mà bạn không nên ngần ngại bộc lộ tài năng của mình. Sự chú ý từ mọi người xung quanh có thể giúp bạn khẳng định vị trí của mình. Trong môi trường làm việc, hãy nhớ rằng thành công không chỉ đến từ việc bạn hoàn thành nhiệm vụ, mà còn từ cách bạn thể hiện bản thân. Hãy tự tin vào những gì bạn đã học hỏi và đạt được. Đừng quên rằng sự cạnh tranh đôi khi cũng có thể mang lại những cơ hội mới. Hãy tận dụng những khó khăn này để phát triển bản thân và tìm ra những giải pháp sáng tạo cho những vấn đề khó khăn. Tình hình tài chính trong tuần này có vẻ ổn định nhưng chưa có sự đột phá. Bạn nên xem xét lại các khoản chi tiêu để tránh lãng phí và giữ cho ngân sách của mình luôn trong tình trạng khỏe mạnh. Đây không phải là thời điểm để mạo hiểm đầu tư vào những lĩnh vực chưa chắc chắn. Vì vậy, hãy kiên nhẫn và chờ đợi những cơ hội rõ ràng hơn. Hãy ghi nhớ rằng, sự bình tĩnh và sáng suốt trong quyết định tài chính sẽ giúp bạn đạt được thành công lâu dài. Một mẹo nhỏ cho bạn là hãy lập danh sách chi tiêu và so sánh với thu nhập hàng tháng của mình. Điều này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn về tài chính cá nhân, từ đó dễ dàng điều chỉnh kế hoạch chi tiêu cho phù hợp. Về mặt tình cảm, trong tuần này, có thể mang đến những cảm giác căng thẳng giữa các thành viên trong gia đình. Có thể bạn sẽ cảm thấy có sự hiểu lầm hoặc không hài lòng từ phía người thân. Điều này cần được giải quyết một cách khéo léo. Hãy chủ động tìm kiếm sự hòa hợp bằng cách lắng nghe và thấu hiểu ý kiến của họ. Một cuộc trò chuyện chân thành từ trái tim đến trái tim có thể giúp xoa dịu những bức xúc và đem lại sự đồng thuận trong gia đình. Nhớ rằng, sự chia sẻ và thấu hiểu không chỉ giúp bạn giải quyết mâu thuẫn, mà còn tạo ra mối liên kết vững chắc giữa các thành viên. Hãy dành thời gian để chăm sóc các mối quan hệ của mình, vì tình cảm gia đình là điều quý giá nhất mà bạn có. Trong tuần này, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ những quý nhân như người tuổi Dần và tuổi Ngọ, những người có thể giúp đỡ bạn trong công việc và cuộc sống cá nhân. Ngược lại, cần cẩn thận với những tiểu nhân, đặc biệt là người thuộc tuổi Hợi và tuổi Tý. Họ có thể là những nhân tố gây cản trở cho bạn. Hãy khéo léo trong giao tiếp và xử lý các mối quan hệ xung quanh để không rơi vào bẫy của những điều không mong muốn. Màu sắc may mắn trong tuần này là màu đỏ và màu trắng. Những màu sắc này không chỉ mang lại sự may mắn mà còn tạo động lực cho bạn trong công việc. Hãy sử dụng chúng trong trang phục hoặc các vật dụng hàng ngày để thu hút thêm vận khí tốt lành. Các con số may mắn là 15, 36, 48 và 52 có thể mang đến cho bạn nhiều điều bất ngờ trong tuần này. Hãy chú ý đến những con số này. Có thể chúng sẽ xuất hiện trong những cơ hội tài chính hoặc thậm chí trong các quyết định quan trọng mà bạn cần đưa ra. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 10 âm lịch của tuổi Tân Dậu sinh 1981, tức từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 10 âm lịch. Trong tuần thứ 3 của tháng 10 âm lịch, tuổi Tân Dậu sẽ cảm nhận được những tín hiệu tích cực trong công việc như ánh nắng đầu tiên của mùa xuân. Sau những ngày mưa gió, bạn có thể nhận được cơ hội hợp tác với những người có tầm ảnh hưởng. Những mối quan hệ mới mẻ này không chỉ mở ra nhiều hướng đi mới cho sự nghiệp, mà còn giúp bạn khẳng định được giá trị của bản thân trong mắt đồng nghiệp và cấp trên. Hãy chủ động thể hiện ý tưởng và quan điểm của mình một cách tự tin và sáng tạo. Đừng ngại ngần chia sẻ những suy nghĩ, quan điểm cá nhân của bạn, bởi đây chính là thời điểm mà những ý tưởng độc đáo sẽ được đánh giá cao.
bạn có khả năng tạo ra những đột phá mới trong công việc, và nếu thành công, điều này sẽ mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho bạn trong tương lai. Về mặt tài chính, trong tuần này mang đến cho bạn những khoản thu không ngờ từ việc đầu tư hoặc kinh doanh. Đây là một dấu hiệu tốt cho thấy những nỗ lực trước đây của bạn đang bắt đầu mang lại thành quả. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để bạn cân nhắc các kế hoạch lớn hơn cho tương lai, có thể là một dự án đầu tư mới hoặc mở rộng kinh doanh. Hãy tự tin vào khả năng phân tích và dự đoán của mình. Sự liều lĩnh có tính toán sẽ có thể mang lại những lợi ích lớn. Tuy nhiên, hãy luôn ghi nhớ rằng trong đầu tư không có gì là chắc chắn, đánh giá cẩn thận rủi ro và đừng để lòng tham dẫn dắt quyết định của bạn. Hãy tỉnh táo và kiên nhẫn, những cơ hội lớn sẽ đến với bạn trong thời gian tới. Tuy nhiên, trong bối cảnh này, bạn cần chú ý đến sức khỏe của mình. Có thể bạn sẽ phải đối mặt với một số vấn đề sức khỏe nhỏ như cảm cúm hay mệt mỏi do căng thẳng. Hãy chăm sóc bản thân và dành thời gian cho các hoạt động thể chất như đi bộ, tập yoga hoặc tham gia các lớp thể dục. Việc duy trì sức khỏe tốt không chỉ giúp bạn có tinh thần làm việc tốt hơn, mà còn tạo ra nguồn năng lượng tích cực cho những người xung quanh. Bạn đừng quên rằng sức khỏe là tài sản quý giá nhất mà bạn có. Chỉ khi bạn khỏe mạnh, bạn mới có thể cống hiến hết mình cho công việc và cuộc sống. Trong tuần này, bạn sẽ có sự hỗ trợ từ quý nhân là những người tuổi Tý và tuổi Ngọ. Họ có thể giúp bạn trong những quyết định quan trọng hoặc mang đến những cơ hội bất ngờ. Hãy tận dụng những mối quan hệ này để mở rộng thêm tầm nhìn và cải thiện khả năng làm việc nhóm. Ngược lại, cần cẩn thận với những tiểu nhân, đặc biệt là người thuộc tuổi Dậu và tuổi Sửu. Họ có thể có những ý đồ không tốt và làm bạn mất tập trung. Hãy khéo léo trong giao tiếp và tránh để những rắc rối không cần thiết ảnh hưởng đến tâm lý và hiệu suất làm việc của bạn. Màu sắc may mắn cho tuần này sẽ là màu xanh dương và màu tím. Những màu sắc này không chỉ mang lại sự bình yên mà còn khơi dậy nguồn cảm hứng sáng tạo trong công việc của bạn. Hãy thử sử dụng chúng trong trang phục hoặc các vật dụng cá nhân để thu hút thêm may mắn. Các con số may mắn là số 22, 29, 41 và 57 sẽ là những con số may mắn giúp bạn trong việc đưa ra các quyết định quan trọng trong tuần này. Hãy chú ý đến những con số này, có thể chúng sẽ xuất hiện trong những cơ hội tài chính hoặc thậm chí trong các quyết định công việc. Tử vi tuần cuối cùng trong tháng 10 âm lịch của tuổi Tân Dậu sinh 1981, tức từ ngày 24 đến hết tháng 10 âm lịch. Trong tuần cuối cùng của tháng 10 âm lịch, tuổi Tân Dậu sẽ bước vào một giai đoạn đầy triển vọng và những dấu hiệu tích cực trong sự nghiệp. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn cuối cùng cũng đã được cấp trên ghi nhận, và đây chính là lúc để bạn tự hào về những gì mình đã đạt được. Bạn không còn phải giữ kín những thành công của mình, hãy mạnh dạn chia sẻ và thể hiện bản thân, bởi sự tự tin này sẽ giúp bạn khẳng định vị trí của mình trong tập thể. Sự công nhận từ cấp trên không chỉ mang lại niềm vui mà còn mở ra nhiều cơ hội mới trong công việc. Có thể bạn sẽ được giao phó những dự án quan trọng và điều này sẽ là cơ hội vàng để bạn tỏa sáng. Hãy tận dụng thời điểm này để thể hiện khả năng lãnh đạo và sáng tạo của mình. Những ý tưởng mà bạn từng ấp ủ giờ đây có thể trở thành hiện thực và bạn hoàn toàn có khả năng biến những khó khăn thành những bậc thang, đưa bạn lên cao hơn trong sự nghiệp. Về mặt tài chính, trong tuần này sẽ mang đến cho bạn những dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Bạn có thể nhận được khoản thưởng xứng đáng từ những nỗ lực trước đó hoặc thu hồi được những khoản nợ đã chờ đợi từ lâu. Đây thực sự là một tin vui, giúp bạn cảm thấy an tâm hơn về mặt tài chính. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định sử dụng khoản tiền này. Việc đầu tư vào những cơ hội hợp lý sẽ giúp bạn gia tăng tài sản và xây dựng nền tảng tài chính vững chắc hơn trong tương lai. Đừng quên lập một kế hoạch tài chính cho những tháng tiếp theo. Một cái nhìn rõ ràng về mục tiêu tài chính sẽ giúp bạn đạt được những thành tựu lớn hơn. Trong lĩnh vực tình cảm, tuần này sẽ chứng kiến những mối quan hệ trở nên khăng khít hơn bao giờ hết. Bạn và người ấy có thể cùng nhau lên kế hoạch cho một chuyến đi hoặc tham gia vào các hoạt động thú vị, tạo dựng những kỷ niệm đáng nhớ. Hãy trân trọng những giây phút bên nhau. Những cuộc trò chuyện chân thành và những khoảnh khắc vui vẻ sẽ củng cố thêm tình cảm giữa hai bạn. Nếu bạn còn độc thân, đây có thể là thời điểm tốt để mở lòng và tìm kiếm những mối quan hệ mới. Hãy tham gia vào các hoạt động xã hội, nơi bạn có thể gặp gỡ những người có cùng sở thích và mục tiêu. Hãy duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe trong thời gian này. Việc chăm sóc bản thân không chỉ giúp bạn giữ được năng lượng tích cực mà còn tạo ra sức đề kháng tốt cho cơ thể. Hãy dành thời gian để tham gia vào các hoạt động thể chất như tập thể dục, yoga hoặc đơn giản là đi bộ. Những hoạt động này sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái và tràn đầy năng lượng cho những ngày tiếp theo.
Ngoài ra, hãy chú ý đến chế độ ăn uống của mình. Việc bổ sung dinh dưỡng hợp lý sẽ góp phần nâng cao sức khỏe và tinh thần của bạn. Trong tuần này, bạn sẽ có sự hỗ trợ từ quý nhân là những người tuổi Hợi và tuổi Tý. Họ sẽ giúp bạn trong những quyết định quan trọng hoặc cung cấp những thông tin hữu ích để bạn có thể tiến xa hơn trong công việc. Đừng ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ từ họ khi cần thiết. Ngược lại, cần cẩn thận với những tiểu nhân, đặc biệt là người thuộc tuổi Mão và tuổi Dậu. Họ có thể có những ý đồ không tốt và làm bạn mất tập trung. Hãy giữ thái độ bình tĩnh và tập trung vào những điều tích cực. Đừng để những điều tiêu cực làm ảnh hưởng đến tâm trạng và hiệu suất làm việc của bạn. Màu sắc may mắn cho tuần này sẽ là màu cam và màu nâu. Những màu sắc này không chỉ mang lại sự ấm áp mà còn tạo ra cảm giác an lành và ổn định. Hãy thử sử dụng chúng trong trang phục hoặc các vật dụng cá nhân để thu hút thêm may mắn. Các con số may mắn là số 28, 39, 46 và 53. Đây sẽ là những con số may mắn giúp bạn trong việc đưa ra các quyết định quan trọng trong tuần này. Chú ý đến những con số này, có thể chúng sẽ xuất hiện trong những cơ hội tài chính hoặc trong các quyết định công việc. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Vậy, tuổi Tân Dậu sinh 1981 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Tân Dậu và tuổi Tý. Niềm tin chính là yếu tố quan trọng để duy trì mối quan hệ làm ăn giữa người tuổi Tân Dậu và người tuổi Tý. Họ hỗ trợ, bổ sung và cùng nhau phát triển sự nghiệp. Tuổi Tý sẽ mang lại nhiều may mắn về tài chính đến cho tuổi Tân Dậu. Tuổi Tân Dậu và tuổi Sửu. Nếu trở thành đối tác làm ăn của nhau, tuổi Tân Dậu và tuổi Sửu dễ dàng trở nên hòa hợp, ăn ý. Người tuổi Tân Dậu sáng tạo với những kế hoạch và dự định của mình. Còn tuổi Sửu sẽ luôn ủng hộ và là trợ thủ đắc lực, giúp tuổi Tân Dậu thành công trong sự nghiệp. Tuổi Tân Dậu và tuổi Dần. Sẽ tốt hơn nếu tuổi Tân Dậu và tuổi Dần hợp tác làm ăn, kinh doanh. Tuổi Dần là người mạnh mẽ, có nhiều ước mơ, hoài bão và ý chí vững vàng. Điều đó khiến cho tuổi Tân Dậu hài lòng vô cùng. Mối quan hệ hợp tác của hai tuổi này đạt được hiệu quả cao, giúp họ gặt hái được nhiều thành công. Tuổi Tân Dậu và tuổi Mão. Trong công việc, tuổi Tân Dậu là người đứng đầu tổ chức, lãnh đạo, quản lý mọi việc. Tuổi Mão sẽ không mấy hài lòng với những kế hoạch đó, nhưng họ cũng không thể nào làm tuổi Tân Dậu đổi ý. Bởi vậy, tuổi Mão sẽ nhanh chóng cảm thấy chán nản với mối quan hệ này. Tuổi Tân Dậu và tuổi Thìn. Nếu hợp tác làm ăn, tuổi Tân Dậu và tuổi Thìn sẽ gặt hái được nhiều thành công, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Họ đều là những người có óc sáng tạo, phong phú và tinh tế, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, thử thách. Tuổi Tân Dậu và tuổi Tỵ. Công việc của tuổi Tỵ sẽ phát triển hơn nếu hợp tác làm ăn với tuổi Tân Dậu. Bởi những người tuổi Tân Dậu thông minh, tài trí, có tầm nhìn xa trông rộng, luôn sẵn sàng đóng góp những kế hoạch, ý tưởng độc đáo mới lạ. Tuổi Tân Dậu và tuổi Ngọ. Trên phương diện hợp tác làm ăn, mối quan hệ này cũng chưa phải lý tưởng. Tuổi Tân Dậu thường bảo thủ và luôn muốn mọi người nghe theo những ý kiến, kế hoạch của mình. Tuổi Ngọ thì lại là người mạnh mẽ, kiên định, không dễ bị thuyết phục bởi bất kỳ ai. Tuổi Tân Dậu và tuổi Mùi. Nếu hợp tác làm ăn, tuổi Tân Dậu và tuổi Mùi sẽ cùng giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, phát triển sự nghiệp. Tuổi Tân Dậu có những bước đi vững chắc và kiên định, còn tuổi Mùi sẽ mang đến sự may mắn về tài chính, tiền bạc đến cho người tuổi Tân Dậu. Tuổi Tân Dậu và tuổi Thân. Nếu trở thành đối tác làm ăn, tuổi Tân Dậu và tuổi Thân sẽ có nhiều dấu ấn thành công trong các lĩnh vực xã hội. Hai tuổi này hợp tác khá ăn ý và hòa hợp. Nếu như tuổi Tân Dậu có nhiều ý kiến sáng tạo, thì tuổi Thân sẽ biết cách lập kế hoạch làm việc hiệu quả. Tuổi Tân Dậu và tuổi Dậu. Tuổi Tân Dậu là những người thông minh, thực tế và có nhiều tài năng. Họ có thể đảm nhận được nhiều vị trí, vai trò trong công việc. Sự kết hợp của hai người tuổi Dậu có thể nói là khá hoàn hảo, ăn ý hơn ai hết. Họ thấu hiểu từng suy nghĩ, kế hoạch và dự định của nhau. Tuổi Tân Dậu và tuổi Tuất. Niềm tin và sự tôn trọng lẫn nhau chính là yếu tố để tuổi Tân Dậu và tuổi Tuất trở thành đối tác làm ăn. Người tuổi Tân Dậu thông minh, nhanh trí và giỏi trong việc tính toán, phân tích,
Còn tuổi Tuất sắc sảo trong việc ứng phó với những tình huống khẩn cấp, sự kết hợp này sẽ mang lại hiệu quả cao, giúp họ có những bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp. Tuổi Tân Dậu và tuổi Hợi. Trên phương diện hợp tác làm ăn, hai tuổi này sẽ gặt hái được nhiều thành công vang dội. Bởi tuổi Tân Dậu giỏi trong việc lãnh đạo, tổ chức và lập kế hoạch, còn tuổi Hợi sẽ là một nhân viên chăm chỉ, nghiêm túc làm việc. Hơn nữa, tuổi Tân Dậu và tuổi Hợi đều khéo léo trong giao tiếp, điều đó sẽ giúp họ thuyết phục được các nhà đầu tư lớn cả trong nước lẫn quốc tế. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn trong tháng 10 âm lịch 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác ở các video tiếp theo.